Rồi, xin mến chào tất cả bác nhá. Chào mừng bác trở về với kênh bên em. Ngày hôm nay thì cũng có dịp đi qua Chí Linh vào thăm trung tâm điện tử Anh Phương. Đấy, An Lạc, Chí Linh, Hải Dương. Hôm nay thì cũng rất nhiều anh em cũng gọi điện hỏi anh em là cũng cái sản phẩm gọi là loa bãi của Mỹ này, JBL rồi. Rất nhiều sản phẩm đẩy crowd các thứ. Thì cửa hàng anh em thì là thực sự là mỗi những mặt hàng này thì em không có. Thế nhưng mà những mặt hàng này thì bên điện tử Anh Phương, nhà ông Anh thì có rất là nhiều mẫu mã khác nhau. Thì nếu như mà các bác có nhu cầu thì các bác có thể rẽ qua tham khảo cũng như là tham quan. Đấy, để xem rất là nhiều mẫu mã đa dạng nhá. Đấy, rất nhiều mẫu mã đa dạng đây. Những đô loa như này thì ngày xưa nên mà mua được thì rất là khó này. Đấy, đôi này còn rất là đẹp luôn. Rất nhiều loa Mỹ, súp Mỹ, một kho luôn. Thì em đăng cái video này lên với mục đích là để gọi là kết nối thôi, gọi là kết nối cho anh em. Đấy, đây 822 này, 822, 922, rất nhiều. Đấy, rất nhiều luôn, mà hàng toàn đẹp thôi, toàn tuyển chọn thôi. Beringer này. Đấy, thì em làm video này để cho tất cả các bác đang muốn tìm một đơn vị cung cấp cũng như là tìm sản phẩm loa Mỹ thì bác có thể tham khảo được. Rất là nhiều. Đấy, rất là nhiều. Đây, ông chủ. Đấy, ok chưa? Đấy, cho anh em tham khảo. Đấy, xem qua vòng 725 loa sự kiện đây. Đấy, rất là nhiều mẫu mã khác nhau. Được chưa? Súp bên kia là súp này, bên kia là súp. Đấy, thế còn bên này là loa lời. Cửa hàng em thì thực tế là những cái mặt hàng này thì cửa hàng em không có. Đấy, đây là quay lên để cho anh em, rất nhiều bác khách hàng cửa hàng em muốn tham khảo những cái dòng loa Mỹ thì chúng ta có thể là có một cái đơn vị nào đó kết nối. Đấy, thì các bác cứ này cứ qua đây. Đấy, cứ qua đây thì cứ bảo là em Quân giới thiệu qua đây là ok. Thì là anh Phương sẽ có những cái ưu đãi riêng dành cho các bác nhé. Đấy, và em kết nối thôi. Đấy, bên trong rất nhiều loa Mỹ, súp Mỹ. Đây. Đấy, bên này cho các bác tham quan bên này. Bên này là những dòng loa sân khấu này. Đấy, những dòng loa sân khấu và những cái bộ dàn array. Súp bãi B3. Súp bãi Mỹ đây. Rất nhiều luôn. Đấy. Em thì em không bán nhá. Em thì em không bán. Mục đích video này lên là để cho các bác tham quan qua cũng như là biết được các mặt hàng hiện tại là bên anh Phương đang có. Thì nếu bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ cho anh Phương. Thì cũng có những cái ưu đãi dành riêng cho các khách hàng đi qua và chỗ gọi là xem qua video em Quân chẳng hạn đấy. Đấy, thì anh em sẽ có những cái ưu đãi riêng dành cho các bác. Đôi 822, 922 cực đẹp luôn. Bình thường những đôi này thì rất hiếm tìm, rất hiếm luôn. Súp kép rất đẹp. Hàng như toàn hàng chất thôi các bác nhá. Toàn hàng chất thôi. 715 rồi AD. Đấy, và mọi nhu cầu các bác có thể qua An Lạc, Chí Linh, Hải Dương liên hệ địa chỉ của anh Phương. Đấy, và em là em làm video để cho anh em tham khảo, tham quan thôi. Em hiện tại là cũng là đi tham quan thôi. Hiện tại em cũng đi tham quan thôi, như các bác thôi. Đấy, thì tiện tham quan thì em cũng tham quan, cũng quay lại để cho mọi người cùng tham quan. Đấy, súp kép này, khủng luôn. Đấy, rất đẹp nhá. Rồi, xin chào các bác. Đấy, rất đẹp. Rồi, ok.